Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Sáng nay tại Nhà Trang, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy cùng các lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để thảo luận giải pháp hợp tác đầu tư và phát triển của tập đoàn tại tỉnh Khánh Hòa trao đổi với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Mạnh Hùng, tổng giám đốc tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, Khánh Hòa là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ biển. Với những lợi thế sẵn có, tỉnh có rất nhiều tiềm năng với những lĩnh vực hoạt động chính của tập đoàn như công nghiệp dịch vụ cảng biển, xây dựng hệ thống cảng nước sâu, điện khí hóa lỏng, sản xuất điện gió và vân. Vì vậy, tập đoàn mong muốn hai bên sẽ triển khai chương trình hợp tác chiến lược ở năm lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí công nghiệp khí chế biến tồn trữ và phân phối sản phẩm dầu khí lĩnh vực công nghiệp điện và kỹ thuật dầu khí để thực hiện hóa các mục tiêu phát triển lãnh đạo tập đoàn đề xuất sẽ thành lập đội công tác chung để tìm kiếm thăm dò và hiện thực hóa danh mục các hợp tác đầu tư tại tỉnh khánh hòa phát biểu tại buổi làm việc bí thư tỉnh ủy nguyễn hải ninh đã cảm ơn sự quan tâm của tập đoàn dầu khí quốc gia dành cho khánh hòa đồng thời mong muốn hai bên sẽ nghiên cứu lựa chọn một số hoạt động đầu tư để triển khai sớm trong thời gian tới thống nhất với các đề xuất hợp tác của tập đoàn, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tất Tuần giao các sở ngành, ban quản lý khu kinh tế Vân Phong tạo mọi điều kiện để tập đoàn thực hiện khảo sát các lĩnh vực và danh mục đầu tư. Ngoài ra trên cơ sở kiến nghị của tập đoàn, tỉnh sẽ đề xuất với chính phủ về việc hình thành một cụm điện khí hóa dầu tại Khánh Hòa. Nhân buổi làm việc, tập đoàn dầu khí quốc gia đã trao 5 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đã được trao cho ông Nguyễn Việt Anh, trưởng phòng tổ chức hành chính, thông tin, tư liệu thuộc Trường Chính trị tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu chúc mừng và mong muốn với cương vị Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, ông Nguyễn Việt Anh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa nâng cao tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ nói chung. Trước mắt là xây dựng phương án hoạt động cụ thể khi chuyển về cơ sở mới, đảm bảo chất lượng dạy và học và hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022. Huyện Kết Vĩnh đã tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 vào sáng nay. Kết quả nổi bật trong năm qua là Kết Vĩnh được xếp thứ hai toàn tỉnh về phân tích chỉ số cải cách hành chính. Trong năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Cánh Vĩnh đã thực hiện 22 trên 22 nhiệm vụ tuyên truyền trong công tác cải cách hành chính, đảm bảo yêu cầu và tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức cá nhân và doanh nghiệp biết, nắm bắt kịp thời để phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện, đặc biệt là tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt hơn 98%, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn là 0,18% với vị trí thứ hai toàn tỉnh về phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2021, Quỳ Kết Vĩnh đã giữ vững chủ thành tích 6 năm liền xếp loại tốt về cải cách hành chính. Năm 2022, Quỳ Kết Vĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, vận hành đồng bộ thông suốt hiệu quả Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa tại huyện Kết Vĩnh cùng các nhiệm vụ cải cách hành chính quan trọng khác. trình nhánh vận tải đường sắt Nhà Trang cho biết, nhằm kích cầu hành khách đi lại bằng đường sắt trong tháng 2 và tháng 3, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn triển khai chương trình khuyến mãi 10.000 vé giảm giá 50% cho hành khách đi trên các đoàn tàu từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3. Chương trình giảm giá áp dụng cho các đoàn tàu SE34, SE78 có cự ly vận chuyển từ 500 km trở lên, tàu SE21, 22 có cự ly vận chuyển từ 420 km trở lên, tàu SNT1, NT2 Tàu SNT12 có cự ly vận chuyển từ 250 km trở lên, tàu SBT12 có cự ly vận chuyển từ 150 km trở lên. Thời gian bán vé từ 8 giờ ngày 18 tháng 2 đến hết ngày 28 tháng 3, áp dụng cho hành khách mua vé trước 3 ngày tàu chạy trở lên với số toa, số chỗ cụ thể. Khi hành khách mua vé vào những chỗ cố định này sẽ được giảm 50% giá vé. Loại chỗ áp dụng là ghế ngồi mềm và giường nằm điều hòa. Ngoài ra, từ nay đến hết tháng 2, công ty vẫn áp dụng giảm từ 20 đến 30% giá vé các đoàn tàu số lẻ và giảm thêm 20% cho sinh viên. Kể từ ngày hôm nay, nước ta sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các chuyến bay thường lệ, không thường lệ. Hành khách nhập cảnh Việt Nam phải tuân thủ các quy định hiện hành về xuất nhập cảnh và kiểm soát y tế. Như vậy, từ hôm nay 15 tháng 2, sẽ không hạn chế tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ vào Việt Nam. Quy định về nhập cảnh, phòng chống dịch với hành khách vào Việt Nam vẫn thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế. Công đoàn khối các cơ quan tổng hợp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua công đoàn khối năm 2022 vào sáng nay tại Nha Trang. Công đoàn khối các cơ quan tổng hợp tỉnh gồm 6 công đoàn cơ sở của các cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thống kê tỉnh. Tại hội nghị, các đơn vị đã tiến hành thảo luận, thống nhất chương trình hoạt động gắn với chủ đề chăm lo việc làm, đời sống người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam và ký kết giao ước thi đua năm 2022 trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như phát động và tổ chức các phong trào thi đua trọng tâm của công đoàn thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh lễ dầu tổ Hải Thượng Lãng Ông được Hội đồng Y tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào sáng nay tại Nha Trang. Như dịp này Hội đồng Y tỉnh cũng tổng kết công tác năm 2021 và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc các đại biểu đã cùng nhau dân hương tưởng nhớ và ôm lại chính điều y huấn cách ngôn của Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác. Hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác sinh năm 1720, mất năm 1790 là nhà y học lớn và văn hóa lớn của nước ta. Sự nghiệp y học của ông đã góp phần to lớn xây dựng nền y học dân tộc nước nhà, nên được suy tôn là Đại Y Tôn Việt Nam. Năm 2021, các cấp hội đông y trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã kết nạp được 25 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 535 người. Trong năm qua, hội đã vận động thu thập được 15 bài thuốc tâm đắc kế thừa đóng góp cho ngành y học cổ truyền trong đó có bài thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19. Nhân dịp này, Hội đồng y tỉnh đã khen thưởng và vinh danh các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021 và có nhiều đóng góp trong phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, huyện Cát Sơn tổ chức họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện nhằm triển khai nhiệm vụ công tác giao nhận quân năm 2022 sẽ được tổ chức vào sáng mai tại quảng trường 20 tháng 11, thị trấn Tô Hạp. Đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Khánh Sơn đã phát lệnh gọi nhập ngũ đối với 107 thanh niên trúng tuyển. Hiện tại, 100% thanh niên đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 từ 2 mũi trở lên, được test PCR và sẵn sàng mọi mặt để chuẩn bị lên đường nhập ngũ để buổi lễ giao nhận quân vào sáng mai đảm bảo an toàn, nhanh gọn, đúng quy định, lãnh đạo huyện yêu cầu các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ số thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật. Các xã bàn giao thanh niên về ban chủ huy quân sự huyện đúng 5 giờ sáng mai. Đối với những xã ở xa thì bàn giao từ chiều nay 15 tháng 2. Trước khi bàn giao, tất cả thanh niên phải được test nhanh kháng nguyên. Nếu trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, sẽ ở lại địa phương điều trị. Sau khi khỏi bệnh, sẽ được giao về đơn vị nhận quân. Đối với tất cả đại biểu đến tham dự lễ giao nhận quân cũng sẽ được xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên. Mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ giao nhận quân phải được hoàn thành và tổng duyệt trước 16 giờ chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên địa bàn quân khu 5, trong ngày mai 16 tháng 2, Khánh Hòa sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022, tiễn 1.850 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày lễ giao nhận quân của các huyện, thị xã, thành phố đã cơ bản hoàn tất. 100% thanh niên trúng tuyển đã nhận lệnh và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Năm nay, huyện Diên Khánh có 235 thanh niên lên đường nhập ngũ tại 4 đơn vị, bao gồm Sư đoàn Bộ Binh 2, Lữ đoàn Thông tin 132, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Qua đánh giá sơ bộ, chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ngày càng được nâng cao so với các năm trước đồng thời nhờ làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, các thanh niên ý thức được nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. tự hào khi con em được đi được nhà nước kêu gọi đi nghĩa vụ, em cũng vợ gia đình em cũng khuyến khích cháu đi để hoàn thành nghĩa vụ sự. thì vợ chồng gia đình em cũng mong muốn con em được đi để hoàn thành trách nhiệm của nhà nước giao phó khi biết mình trúng tiện nghĩa vụ quân sự. Tôi cảm thấy rất là tự hào về sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tôi xin hứa sẽ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để bảo vệ tổ quốc. Năm 2021, tỉnh Khánh Hòa được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.850 thanh niên cho 9 đơn vị nhận quân, trong đó có 4 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và 5 đơn vị trực thuộc Quân khu 5. Ngoài ra, còn có 281 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân tại công an tỉnh Khánh Hòa để nâng cao chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã triển khai cho các địa phương rà soát và nắm chắc thực lực công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là những trường hợp vắng mặt tại địa phương để vận động gia đình và thanh niên trở về khám bổ sung năm nay do một số nguyên nhân khách quan, trong đó có tác động không nhỏ của dịch bệnh covid-19, công tác quản lý thực lực thanh niên nói riêng và công tác tuyển quân nói chung của Khánh Hòa gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên các huyện, thị xã, thành phố cũng đã có nhiều nỗ lực nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. So với năm 2021, nó có cái khó khăn nhất định. Cái thứ nhất do tình hình diễn biến dịch phức tạp trên địa bàn của tỉnh và cũng như ở một số tỉnh liên quan đến vấn đề tình hình thanh niên à, của các huyện thị xã thành phố đi làm ăn xa về việc là trong giai đoạn sơ tuyển trong giai đoạn à, tổ chức khám thì một số thanh niên là không đủ cái do tình hình dịch cho nên là không về đúng thời gian à, triệu tập để sơ tuyển và cũng như khám nhưng sau tình hình diễn biến thích ứng với tình hình mới trong phòng thống dịch thì số thanh niên phải nói công tác tuyên truyền, công tác vận động của các địa phương làm rất tốt. Kết quả kiểm tra cho thấy, năm 2022 này, tỷ lệ thanh niên trúng tuyển đạt sức khỏe loại 1, loại 2 có sự chuyển biến tích cực, đạt tỷ lệ 45%, cao hơn bình quân các năm trước. Ngoài ra, các tiêu chí quan trọng khác đối với tân binh cũng đạt mức cao. Đến thời điểm này, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân vào ngày mai. Về công tác phòng chống dịch cho ngày hội ra quân thì hiện nay đã triển khai và tổ chức giao cho các huyện xã thành phố đã tổ chức quán triệt triển khai cho đến các xã phường lấy xã phường làm trung tâm công tác phòng chống dịch trong tuyển quân năm nay. Thì hiện nay các huyện thị xã thành phố đã quán triệt và triển khai và tổ chức gặp mặt và triển khai tốt công tác phòng chống dịch. Đến 5 giờ ngày 16 tháng 2 thì 100% thanh niên đã lấy mẫu kháng nguyên tác nhanh trước khi lên xăng. Dự kiến các trường hợp là xấu nhất về tình hình thanh niên khi lên xăng là bị F0 thì các xã phường nhanh chóng là tổ chức cách ly. Nhiều năm liên tục, Khánh Hòa được quân khu 5 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng nghĩa vụ quân sự với các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, Khánh Hòa đang tích cực hoàn thiện các khâu cuối cùng để buổi lễ giao nhận quân vào ngày mai, 16 tháng 2, bảo đảm nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm, phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Cánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.